chế độ map, bật sang giữa là tab, tab bật ra đằng kia sửa ấy. Rất ấm, ấm ngay. Đây có một cái chốt kéo ra, kéo ra nó sẽ có một cái tay nắm như thế này. Đó. Tương tự như là máy sấy tóc ấy. Cái đế này thì tháo ra, tháo ra. Đó. Đó, ta lại có một cái máy cầm tay hai lớp chuyển chuyển chế độ giữa tắt tới thì là sửa ấy, lùi là mát và chút mát. Đó. Tầm như khẩu súng vậy, có thể dùng để sấy tóc, sấy quần áo ẩm khi chẳng may trời ẩm lên xe người ẩm ướt rất khó chịu, dùng ngay tẩu điện trên ô tô tắm để sấy tóc, sấy quần áo, sấy giày dép rất tiện lợi. Tắt rất tốt, cầm rất chắc chắn.